Run. Đấy, tâm của anh Cảm á. Trong cái suy nghĩ của em thì em luôn là đặt mình trên tất cả mọi người. Là có nghĩa là em là sẽ đéo sợ thằng nào hết. Web mơ sướng.vn, webshop rẻ nhất Việt Nam. Web mơ sướng.vn, webshop hội tụ những nick Ngọc Chín Mới rẻ nhất Việt Nam. Bưng đảnh con tích tơ. Đấy. Thôi game này gặp anh Vina đâu thì em xin chào nha. Chào anh Vina. Em không chơi với anh đâu. Anh chơi một mình đi. Em không chơi với anh đâu anh Vina ơi. Cảnh nó cướp. Nó cướp. Cướp đấy, ra đừng đi đâm bít nhé. Ví dụ chỉ ăn một canh có bồ đỏ quan trọng. Đấy, canh ngon bồ đỏ đẹp. Giúp nhanh nha, nhanh. Giúp luôn, không cần phải đá phám đâu. Đấy lại chọc. Đấy. 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 Đường mày kìa. Em đánh cái pha này hay lắm khốn đấy. Không được không nhá, nó lên vào. Lên vào 2 rồi lại rồi. Đấy, 600 đam nhiều dữ đam nhé. Chiêu nổ 600 đam. Ôi đam quá trời đam luôn. Láo à. Ờ còn quay lại bắn nữa kìa, giết được luôn á. Tốc biển đâu? Em à. Ê, dí tao liền. Cố Trời ơi, hát nào, Việt Nam vậy hát nào. Mà đi rồi ơi. Ờ nó vẫn chết, giết anh ơi mày. Lẹ anh quá. Ôi cho xin đập lịch cái sánh vài này luôn nhá. Ừ. Cho mình xin đập lịch cái sánh vài này luôn. Ra nào. Nó bắt chạy kìa, Rát nha. Đây giết thằng này được anh ơi. Giết thằng này. Ôi. Vai một thảo. Mày quá. Bắt thằng tung lên nè, đứng này bắt ra nó tỉnh. Không. Sánh rồi nó kìa. Ôi. Rồng đi. À tê. Rồng không được anh ơi. Đánh nhau rồi. Ra đã ra. Này. Đấy quá nhỉ. Cô lô này. Nó đổi lên. Đến lúc đi danh thấy Polo anh hay nhỉ. Thật đấy. Chơi này. Polo gặp mình lên đông hay sao mà. Thế luôn. Ngày hôm nay đỉnh hay vai đấy. Mấy quà mình lấy vai. Không được nhá. Ok. Thông biết nó mất tốc biển rồi đấy. Không được nha, tăng biết nó mất tốc biển nhiều đó. Không thì đánh nhau luôn nha, không nó kéo đánh luôn được mà. Đây Lui. Em vẫn có ulti, nó lao vô là nó chết. Rồi chơi này.
chơi chơi thằng Minh luôn nè, Minh luôn. Thôi để mà mấy chút biết đó, không sao không sao không sao, tá có đùa rồi má, bây giờ tá gánh thêm cái tù công nữa được má. Polo gần ổn đô máu. Mina đâu bụng trái nha, đâu bụng trái nè. Ok 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 ok. Ui, tôi thấy phít đám kìa. Đấy, Mina nó đánh kỳ thế. Thủ đến nhá. Đấy, thằng Mina nó đánh khá kỳ quá. Hoa chí. Em cảm ơn anh cảnh nguyện ván này. Em cảm ơn anh nhiều. Em cũng chịu. Đó gì có quy lực. Lấy được cái trụ này nè. Bê Rích tớ mày cắt thử thế rồi. Sơn quá đẹp. Trụ luôn. Trụ bót đi, lấy trụ bót đi. Ô đẹp quá. Một này di chuyển ghế bãi đài, một phát nó có mặt ở đấy rồi. Không được, không nhà xuống này, Mina xuống này luôn nha. Lên ép tóm lấy cái trụ tóm nha. Thằng mình bẻn hang cho ăn như thế luôn đi. Xong rồi ăn rồng xong lên đây nè. Rồi ok ok. Đi về Polo nó vòng rồi, nó vòng. Hồi sinh được nha. Ngon dữ hết luôn anh ơi. Chết hết. Anh ơi. Đấy, cái tấm của anh cả mà. Yeah. Em cầm đây, anh năm gì nhiêu nhá? Không điều này gặp Polo đấy quá. Polo nó đè đường ấy, con trọng. Polo nó đè đường rồi đánh khỏe thế. Polo nó đè đường rồi đánh khỏe vai đài luôn. Tập trung đánh cái màng thế với nó, sướng cực kỳ luôn. Mày giáo mà. Bắn này. Nó khôn đấy, nó định cường làm lần đấy cậu thì. Số bot đang di chuyển tinh thần quá. Vâng, chào các bạn nhé.
King Kong không? Anh Kesa. What? Theo mẹ nó bắn cái trùng choàng vô lý vậy. Bây giờ anh Kesa. Không. Dạng là đi khác á, không được. Dạng ơi, dạng rồng nè. Rồng nó bật chào ngay á. Rồng nó còn bắt ngon nữa. Một bên ăn rau, một bên ăn kinh công nhá. Ăn hai con luôn. Không kịp, nhưng mà bên kia ăn gần xong. Bây giờ nó cướp nha. Đến kinh ấy, tao con đến kinh nhá. Thôi ăn tà hần rồi. Xong. Ăn tà hần thả mít cái bình thường luôn á. Thêm Bolo kinh nghiệm nhiều hôm nay, đánh cùng Bolo, thêm Bolo kinh nhá. Ê, cái phá này gần chết các bạn. Hay quá. Rồi, quý. Dìa. Quá gắt. Quá gắt. Binh lại được gánh tím. Phơm nạ. Vâng, chào anh Đức Nam nhé. Cảm ơn anh đã chia sẻ like cho em ạ. Cảm ơn anh người Quyên Hữu Tuấn Quyên đã chia sẻ like cho em nhé. Thực sự ngày hôm nay thì gió có hai bản ấy. Một bản thì đi đường và đi ram thì nói chung và một bản xạ thủ ấy. Hai bản thì nói chung nhất Việt Nam thì không có, nhưng một trong những người chơi tốt nhất ở Việt Nam ở các đường ấy hiện tại với Dư. Thì nói chung là nhờ hai bạn này gánh mình rất là nhiều. Thực sự cũng rất là may mắn. Ok. Vô lẹ nè gặp. Ok lẹ tiếp. Phong mày đấy. 89657. Rồi vẫn. Ok. Rồi let's go. What the boys? Nữa hả? Ba game. Sao vậy? Có gì như vậy? Lại gặp một tô của tôi vui vô cùng. Ok, lại gặp bên kia tiếp. Ok, làm trận nửa mình nghỉ lại nhá. Mình làm trận nửa mình nghỉ lại nhá. Ok, làm trận nửa cho vui nào. Là cái một trận cẩn thận chứ. Bán cái lẽ nào. Đúng rồi. Con từ đây, em xuống con. Rồi, cầm lấy xuống đi. Cầm nó bắn ra đây. Không phù đâu. Để con nào biết con gì trước. Tú lén à. Na, khoan, rồi, nhiều con bài lắm. Tú lén cho thằng ở đây, tú lén cho thằng ở ấy. Có thằng Polo, ok. Ok lên luôn. Rồi, cho Polo về đi, ta từ từ. Con bài nào cái đó từ từ. Để tính. Con nào cái đó là phải tính. John Rio mà. Rồi, ok. Để John Rio mà. Ok, nói chung là mình là có một cái thể gọi là thể chủ động rồi đấy. Lư bố à? Lư bố mày gắt đấy. Lư bố à? Tiểu Vân. Vân ca sẽ kết liều BO3 này và nghỉ một game. Vân ca. Con bài Vân ca là con bài hợp lý nhất hiện tại với Dư. BO3 thắng rồi anh, tới BO5. BO5 nhá, BO5 á. Một BO5 mà nghỉ này. Mình là tắt cam đấy nhỉ. Để tắt cam là biết làm rồi đấy. Ok, mình tắt cam đấy.